Chào mừng các bạn nha, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 nha các bạn. Chúc mọi người có một ngày quốc khánh vui vẻ và hạnh phúc, cũng như là chúng ta sẽ có những cái chuyến đi hay là về nguồn. Về nguồn là về gia đình ba mẹ mình, cũng là về nguồn nha các bạn. Rồi đi các điểm du lịch, các khu vui chơi để mà chúng ta chào mừng 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, cũng như là quốc khánh 29 nha mọi người. Chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ nha. Còn mình thì ở đây quay video về bánh xèo nhí cho ông bà cô chú xem. Mọi người nhớ cho một like nha, đăng ký kênh, chia sẻ video. Cảm ơn mọi người nha. Rồi tiếp theo, hiện tại thì bé Hà với ông nội đang đổ 5 chảo nha bạn. Thời điểm bây giờ là 6 giờ chiều. Hôm nay là ngày lễ nha mọi người ơi. Mai mọi người còn được nghỉ thêm một ngày nữa. Ông bà cô chú đi chơi ở đâu chưa? Tình hình là bữa nay trời rất là đẹp luôn. Hôm nay trời đẹp và xinh xinh, không có mưa gió gì hết. Nắng. Hôm nay trời đẹp quá kìa. nghi quá, nhưng mà trời nay đẹp thiệt. Phải nói hôm nay trời đẹp quá. Trời nay đẹp quá. Dám cả gan ha. Hồi nãy giờ mình đứng đây cũng khá là lâu rồi, khách nói chung ra vô đều các bạn, không có giống như mọi người mua về nhiều quá. Đấy là tôi vô tôi lãnh đạn hả? Chết. Kiệt là nó có cái chuyên môn là rửa chén sạch nha mọi người. Hai đứa nó đi lánh nạn rồi. Nó đi trú bão. Ô rớt cái gì? Giảm gì?
Nếu mà trứng thì thôi rồi, xong rồi. Một con không đủ rồi, không được hàng của ai của chú anh chị trước kìa. Chú chị mà nay đường phố Sài Gòn rất là đẹp nha các bạn. Tối nay là có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật. Một cái ở tầm cao là ở khu vực hầm Thủ Thiêm, và một cái ở tầm thấp là ở Đầm Sen nha các bạn. Năm nào cũng vậy á. Dù có những thời điểm khó khăn thì thành phố vẫn cố gắng thực hiện cái chương trình xã hội hóa rồi bắn pháo hoa cho người dân hồ hởi phấn khởi nha các bạn. Nhưng mà năm nay thì nói chung là kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mình thấy phấn khởi hơn, bà con chúng kinh doanh công ty có đơn hàng các kiểu ổn không ạ? Ok, bye bye. Tiền ai nấy xài ơi. Đây, hot girl xuất hiện kìa. Hot girl đời bộ nha các bạn. Tôi chú Hà nha, tôi chạy chú Hà chở cả mời chú đứng ở ngoài luôn. Nãy giờ mình đứng ở đây chắc là tiếng gần 2 tiếng đồng hồ bạn. Mấy Hà nó đổ từ nãy giờ luôn các bạn. Nhưng mà nãy giờ hết pin điện thoại cho nên là đang sạc. Giờ tôi quay. Hello. Thấy là nãy giờ khách mua gì nhiều nha mọi người. Ngồi lại ăn thì cũng lai gai vậy đó. Trời hôm nay đẹp. Nhưng mà mọi người thấy ngoài đường còn khá vắng bởi vì bà con chúng ta còn ngày mai nữa, nghỉ thêm ngày mai nữa các bạn. Nghỉ theo chế độ của nhà nước đó quý vị. Thời điểm mình đang bật máy quay đây là lúc 6 giờ, hơn 6 giờ chiều. 6 giờ chiều ngày 2 tháng 9. À, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xong đợt lỡ này là mấy bạn nhỏ bắt đầu vô năm học mới nha mọi người. Wow, cô mấy cái mà râu như quá trời vậy? 6 gái hả? Đang đổ hả? À, nãy giờ cứ các bạn 2 cái, 3 cái, 5 cái, 6 cái là cũng liên tục với Hà đổ liên tục nha mọi người. Nãy ông nội, bà nội, Dương bé Hà là đổ liên tục đó các bạn. Bây giờ đi mấy cái đường lớn là thấy bông lấy lá cờ rồi rập cờ luôn, đỏ rực luôn, rất là đẹp. Mà chưa thấy có đất nước nào mà gọi là các cái đường hoa, đường cờ đẹp như ở Việt Nam mình đó mọi người. Ở đâu dưới miền Tây là có cái đường mà ta treo cờ kéo dài cả mấy chục cây số luôn, đỏ rực luôn. Chú ở đây ba cái nữa nè. Cái Hà hỏi cô sao cái gì cô vui nghỉ với ta.
năm chảo nha, đang đổ năm chảo nha mọi người. Ôi, khách bao. Vô trong luôn con. Xe vô trong luôn. Mua gì ở đây này à? Vô luôn. Mới quay chứ không phải điện thoại. Cái da riêng nha, da bỏ riêng. Ừ, làm dễ riêng nha. Quay lén được. Nay Tâm Anh giỏi quá ta. Đây, nay là bóp nhí là đảm nhiệm nãy mình vô là tối bây giờ luôn á, đổ luôn từ giờ luôn đó các bạn. Tranh thủ những lúc mà đông đông khách vậy là không có hỏi nha mọi người. Chỉ hỏi những lúc mà tranh thủ lúc vắng vắng rồi. Người ta đã tốn sức tay rồi múa rồi các kiểu mà giờ tốn mà tốn sức để nói nữa là đâu được. Đúng không mấy Hà? Đang khói nè, bịt khẩu trang là con bịt khẩu trang là đúng rồi. Nhưng mà lâu lâu rồi, như Tâm Anh nè. Chưa vào nè. Tay lọ. Ừ, ok. Ừ. Rau chú ba cái đi. Rau bên đây mấy cái nữa nè. Chưa có đâu luôn hả chị? Hai cái thường, ba cái da. Rớt ba luôn. Đổ từ mấy giờ vậy hả? Đổ nhiều quá bé Hà không nhớ các bạn. Hy vọng là còn bữa nay với ngày mai nữa hoàn thành mục tiêu là lễ này là đổ 1.200 cái bánh xèo. Ủa sao cái mấy cái bếp hai ba bữa nay khói dữ ta? À củi bị ẩm. Củi bị ẩm nha các bạn. Ba cái hả? 125 anh. Ba cái 105 dưới một cái 20 ngàn 325 125 ngàn. Anh mấy cái anh? À đi chung. Đâu phải. Tập thử đi, sáu cái. Rồi nè, là một dĩa ba gói nhưng là hai dĩa là sáu cái của cô đó là. Rồi xong đó ba cái đây.
hai bữa nay là mưa cho nên là hơi gọi là sầm nổ. Bữa nay nói chung là thời tiết ngon ngon xíu. Chuẩn luôn. Sáu gái bên kia, sáu gái ba gái đó, nhờ cho Sơn, nhờ Sơn đi cho lẻ đó. Nhà lao động luôn á. Thôi đổ ba cái cho cái này, cái này, cái này. Đưa anh về cho bà Hà. Chuẩn bị tinh thần đúng không? Bữa nay là trời đẹp là biết là phải đổ nhiều rồi, bù lại cho ngày hôm qua.
Đưa có mưa không? Mưa nhỏ không? Đá dĩa hột xoài luôn. Có một cái thúng gió nó mát đấy các bạn. Trời này là đi xem có bó hoa đẹp. Rồi các cái chương trình nghệ thuật ở trên phố đi bộ nha các bạn. Ở Sài Gòn chúng ta đi chơi đó hàng vô đầm sen chơi được. Ai biết hả? Khách đó bé hả? Khách đó bé xèo hả? Really? Quen hả? Biết rồi mọi là bất ngờ, đúng không? Quen, hình như quen rồi, khách quen rồi. Ta đi ngược lại. Chỗ đó là chỗ gửi xe máy xe hơi nha mọi người. Hôm nay bà nội thối 500 đã luôn á, hết tiền lẻ luôn, đổi liên tục rồi. Hai cái cho cô đem về. Rau hai cái. Mấy người ăn? Trung bình người ăn hơn cái. To hả? Bánh miền Tây mà. Rồi rau hai cái cho cô chú đem về luôn. Không, đây hai cái này mới nữa này. Dạ. Mấy chục. Ủa? Hết rau không nội? Bé hả? Hết rau hả? Thứ ba đi mua rau hả? Sao mưa đó? Mới bà ra đem cầu luôn. Vô luôn đang anh? Ăn đây mua gì vậy? Mấy cái? Năm cái chờ tí nha, nó chờ tí. Rồi một cái ha, cái này hai, cái kia ba. Bánh đang ra cho nóng rồi. Sài Gòn hai ba bữa nay mưa cho nên là mọi người không dám mua rau nhiều nha mọi người.
trời này đẹp, ok ổn. Hai tiếng rồi đó. Mình sang bên điện thoại là trong bên cái máy quay các bạn. Nó đổ đứng liên tục đó giờ luôn mọi người. Hơn 2 tiếng đồng hồ chú vậy. Mà đây thì là không có mưa nha. Khách cứ vô đều á. Mười lăm phút rồi quay lại anh con. Dạ dạ 15 phút rồi. Dạ dạ. Gia đình lễ ủng hộ bác Sơn Nhí. Hai cái trước này, hai cái của chú này trước. Mệt không mấy hả? Mệt không? Không mệt hả? Tôi thấy con đổ này nãy nhà liên tục hơn 2 tiếng rồi. Con lấy cái bịch rau 2 ra cho chú này. Xong rồi này. Bóc cái bịch rau 2. Chú Hiếu qua nữa kìa.
Ồ, nhiều như vậy hả? Nhiều nhiều như vậy hả? Bao nhiêu? Ba ơi, ông đẻ cái gì nhanh vậy? Con em có đi chơi lễ hả anh? Em đâu có đi đâu đâu. À. Rồi, hai cái xong tới hai bạn kia năm cái. Năm cái phải không? Nhưng mà phải chăm sóc ở phía trong có hai bàn à. 10 cái là 15 phút nữa cô quay lại coi khách vô nữa kìa. Tăng lửa, tăng tóc à. Mình phải chụp chớp chớp. Thời cơ. Ở đây là nhiều khi thời tiết là người tính không bằng trời tính mà. Dễ thương dữ ta. Mấy tháng gửi rồi. Bé Hà giờ nó luyện đổ bánh xe mà lửa lớn nha các bạn. Phải đặt đến nó trình độ là lửa lớn mà đổ không bị cháy mới gọi là đẳng cấp đầu bếp. Số điện thoại của bánh xèo nhí chúng ta mọi người có thể đặt và nhờ ship gửi đi nha. 0938728828. Còn địa chỉ chỗ này là 21 Công Bắc Phan Chánh Hiệp, quận 12. Thì cái địa chỉ chỗ này nói chung nó cũng dễ lắm. Mọi người đi qua cầu Việt Quang Trung đi hướng về Tô Ký. Rồi tới cái ngã ba là cái chỗ cây xăng ôm vô là tới một xíu tới à. Mấy cái à? Anh đây hả? Hôm trước cũng có rất là nhiều người không nhớ địa chỉ chỗ này và tìm không ra. Chỗ rất là dễ tìm nha mọi người. Cân đối đi, ví dụ như giờ con đổ ngoài, ông nội đổ trong đi.
bánh thường mới vô. Rồi cái đây nữa. Ủa anh Mai là mùng 1 rồi phải không? Anh Mai mùng 1 phải không? Dạ đúng rồi. Ngày rằm là có bánh xèo chay miễn phí của Mạnh Thường Quân nha các bạn. Còn mùng 1 thì vẫn đổ bánh xèo bình thường, vẫn bán bình thường. Hai ông cháu gọi là song kiếm hợp bích. Bây giờ là gần 7 giờ tối ngày mùng 2 tháng 9 nha mọi người. Trời, ngoài đường tối này bên phía công viên phòng miền Trung thì mình thấy là hình như có chương trình văn hóa nghệ thuật á. Tối nay chưa tới 7 giờ cho nên chưa có hát á. Đúng 7 giờ chưa có hát rồi. Cá không? Cá không? Khó chắc luôn. Chắc luôn. Dạ. Thì hôm để ý đúng rồi, mấy cái ngày lễ là trong đấy sinh viên rồi hay hát ca lắm. À có chạy có chiên rồi. Chờ cái em coi xích vô ở xe lên luôn rồi, lên luôn. Lửa lớn nè các bạn, lửa lớn nè. Trời nãy giờ mà mới có 6:30 chưa được 7 giờ nữa. Rồi bên ngoài hết khách rồi, còn anh Đâm cô một cái có chưa? À còn 10 cái, 15 phút gần tới rồi. Trời ơi, quên. Quên, có mấy chục hẹn sai. Sai á, đúng rồi. 10 cái cô hẹn là 15 phút nha. Em anh gói được hết chỗ họ là chưa?
người ta làm. Rồi, rau về, rau về. Hốt cơ đã về. Bây giờ gọi là hốt cơ gì? Hốt cơ rau hả? Giờ. Làm quá rồi, thứ ba giờ thứ ba. Thứ ba sợ không dám ra đây luôn sao bạn? Ba mua trái nữa hả? Hả? Rồi 10 cái ra trước rồi, nãy hai người ta đến người ta hẹn trước rồi. Chuyên rủ cho nãy là hẹn 15 phút là 15 phút hả? Làm ra 10 cái cho cô chú qua tới rồi. Rồi chuẩn bị rau 10 cái luôn à. Qua ăn luôn khỏi mua về. Giờ nói bà nội làm bịch rau mười mười ấy. Bây giờ khách mới đi ăn á các bạn. Nãy giờ mới khởi động á. Bây giờ mới tới giờ ăn mà 7 giờ chiều rồi.
không? Không. Vô luôn anh. Ủa sao vô rồi đi đó hai ông bà vô rồi đi. Lên thêm bột nữa. Ủa bữa nay nó không có bán chả giò sao không thấy mời ăn chả giò? Không mời khách ăn chả giò. Có rõ không? Có gì không? Rồi, cái 10 cái đủ chưa? Đưa cái bình rau cho ông trước đi. Đưa bánh trước đi. Bỏ bịch bự á, bỏ vô bịch bự. Nhưng họ chờ lâu á họ khó chịu nha các bạn.
Mua 10 gái nãy giờ cũng khá lâu á. Có anh Hiếu vô anh chạy bàn luôn nha các bạn. Chào cô ba. Lỡ đi đâu cô ba? Đổ dầu rồi đổi chán. Hai cái ít dầu luôn nha. Người ta đang tập trung làm không phải tập trung cái thằng kia đó. Chả giò nãy có bán món chịu tư vấn như đây. Ví dụ mình tư vấn ăn chả giò thì mình từ từ mình đổ bánh xèo khỏi hết. Phải không? Hợp lý mà. Ví dụ như đang mình ta đang chờ bánh xèo thì mời đang 2-3 cuốn rồi đó. Dĩa ở trong nội kìa ơi. Kìa nội kêu dĩa kìa. Bây giờ mà rất là sớm nha các bạn, mới có 7 giờ kém 20 luôn á. 20 phút nữa mới được 7 giờ. Đó, đó, hết giờ. Thường là cái video về bánh xèo nữa thì mình quay cái đoạn cuối nha các bạn, tầm khoảng 6 giờ trở đi, 5-6 giờ trở đi quay tới, có khi là nó có thời gian mình quay tới cuối luôn. Và cái thời gian công chiếu của bánh xèo nhí là nó rơi vào giữa đêm khoảng 2-3 giờ sáng nha các bạn cô chú, nó rơi vào khung giờ mọi người đi ngủ á thì mình mới công chiếu. Có dùng mấy bạn kia thì mọi người coi cái khung giờ trước thôi. Là mấy người tôi đưa hai cái không giá không giá thằng xanh hai cái, một cái bình thường ba cái. Ok, một cái không đồng không tình lấy tôm không nha. Rối rồi, bị rối não luôn rồi đó. Hai cái
anh kêu viên của anh à, ở trong anh kêu của anh, mình kêu của anh. rối à, giả một người idol mà trong anh là một người idol với Hà. Dễ hiểu mà, cô chú dễ hiểu mà, một cái bình thường. Ừ. À. Tri thức luôn. Từ từ để không bị rối à. Con lấy tiền của chú là con chuẩn bị rau cho chú đi. Rau ba gái. Nhiều bánh tráng. Chờ anh tí nha chị. Biết đâu người ta bịt mặt mà xong biết trẻ lớn rồi. Chịu chị đại chứ. Ủa? Rồi đây idol của con này, con lấy rau cho chú chưa? Để chú. Đây là nhiều bánh chén. Nhiều bánh chén. nhiều order quá, ráo hàng. Tâm Anh bà nội kêu. Mấy Hà đổi cho chú giờ, bắt đầu đổi cho chú giờ. Bây giờ anh là cái idol nó là nó chạy có cờ luôn á. Vậy mới được. À. Rồi xong con lại con hỏi cô nè chi tiết là tới lượt cái cô rồi đó. Dĩa. Cái đó là sao? Cái đó là thôi thì bỏ ra chuẩn bị cho chú. Cái của chú là không có hai cái không đầu giá rồi xanh á. Ok. Hết giá rồi kìa. Tâm Anh nó đang diễn. Đó.
còn cái nữa đủ á. Hình như chỉ có một ba cái bình thường, hai cái bình thường, một cái không có ăn giá đúng không? Hai cái thường, một cái không giá. Rau hình như đang lạc á. Ôi bánh xèo nóng hổi vừa thổi vậy anh đây. Idol này nó không có chiên đâu, mấy cái bánh này nó chiên đâu ghê luôn. Idol Trâm Anh. Thì đúng rồi. Ai nhẹ đâu Idol này nó chiên phải cái này là cái bình thường phải không? Rồi cái này vô bò vậy. Hả? Cô này anh này trước. Chưa còn cái nữa. Còn cái nữa ba cái hả? Dạ. Đỡ ngược phải không? Rồi vô lấy đeo cho cô ba cái kìa. Trong khi cho bán chả giò mà không mời ai ăn chả giò hết. Không mời cô chú, ông bà, cô chú ủng hộ chả giò. Cô. Chưa có bánh đấy em. Ba cái như thế. Ủa cái mà cái này là của chú rồi, còn của cô chưa có cái nào đó. Cô chưa có cái nào hết, của chú là một cái nữa. Đó, vớt rồi chơi. Ồ cái này sao nó lâu dữ ta? Nãy nổi giờ dầu nhiều phải không? Của cô. Chưa, cô biết mà, chưa có bánh. Cái này nữa là đủ cô đúng không? Cái này nữa là đủ đúng không? Củi nó bị ướt á, nãy hôm nay mưa á, củi nó ướt á. Nó lâu. Ai đâu? Like một xe một chia sẻ đúng không? Rồi lấy cái đó là của em bên kia nè. Ừ. Có cái này hơi lâu nè, sao nó lâu nè.
Rồi đưa cho cô. Cho cô. Cô đã tới sau mà được đi trước hết chưa? Do cái bánh này đặc biệt nè. Rồi. Rồi lên cho cô, cho chú luôn. Đó, bà gái đó. Đúng là idol. Cảm giác nó thật là do mốt. Hết dĩa, hết dĩa. Chạy có cờ luôn, kiệt sao giống nó hỏi cái gì kìa. Ông hỏi khách hỏi gì kìa. Rồi người ta vô nữa kìa. Ồ, khách vô nữa các bạn. Hỏi thử khách, có thử khách đặt bánh xèo. Cái gì mẹ, đang đông đó mẹ ơi. Bà cố hỏi mời đâu, bà cố lên phụ nè. Rồi chuẩn bị bàn cho tới 5 người kìa, 5 người vô. Hello. Mấy khách vô là biết rồi. 5 người bàn. Đậu xanh tôm hết luôn rồi nè. Tiêu rồi. Con mèo nó cắn hết cái mỏ của con em rồi. Ghê hả? Cắn cái gì? À con bé mèo. Bé mèo cái gì? Bé mèo cắn, tưởng con mèo cắn. Bé mèo. À em tưởng con mèo đúng không? Nguy hiểm lắm. Lao động là phải sáng tạo. Rồi tôm vô. Tôm gì hả chú? Đơn gì em? Các bạn nó tìm cái gì ạ? Chào mày bà không?
cho nên là nó lo thu chi luôn á các bạn. Ớt bỏ ăn đầu lấy ớt bắt bỏ ăn đầu là thật đấy. Cái gì? Tâm ơi, nó đang cái gì tâm rồi. À đấy là con cắp à, con cắp con ớt gì? Coi nó nhảy cắp lên chân dính ấy á. Hết đậu xanh. Đậu xanh luôn thì lấy đậu xanh luôn, hết đậu xanh rồi đó. Cảm ơn hai bạn nha. Ớt gì con cắn, con ớt nó con cắp nó cắn á. Nâu là con đập á. Đừng giỡn, đừng đùa. Không phải đâu, coi chằn hiu á. Con chằn hiu con nó bá anh cổ á. Nhảy lên người đó là coi chằn hiu. Chằn hiu á, nhảy cổ là coi chằn hiu á. Hỏi nó cũng biết. Rồi, Kiệt bây giờ đổ bánh xèo nha ông bà cô chú ơi. Rồi, Kiệt bây giờ nó ra nè ông bà cô chú ơi. Giờ nó quay lại nè ông bà cô chú ơi. Đó. Tốn sức không?
Mỏi không? Dạ không. Không hả? Chạy chạy tiếp đi. Con đó cắn không chú hả? Con nó này không cắn mà nghe đâu, nghe đâu là nó bá anh cổ. Bà nghe nói cái nước đá nó nghi hiểm đó. Mù quá. Nó đái đúng mắt đuôi mắt. Ở đây đây con. À nhưng mà cái thịt của nó ăn ngon lắm nha. Đến trong anh nó bắt vô nó luộc. Gì nó bẻ chân luôn hả? Dạ mang mở cho anh. Cháy cái bánh xèo này nè bé Hà ơi. Kiệt cái đó là của ông Kiệt, cho ông nội truyền lại cho ông Kiệt nè. Cái gì mà Kiệt nó vui, nó hớn hở dữ trời. Sao sao Kiệt quay lại nó cái vụ gì trả lại cho bà con chú nghe coi. Vụ gì vậy? Cái con heo nó phải. À con kia hả? Đúng rồi, nó bám vô người chú giao hàng. À nhưng mà ông lên lên tay không? Không. Cái hồi đó con thấy con đó mà con tưởng là thằng mà cái chú là đứng hình mấy giây luôn hả? Đây hot girl đây nha các bạn ơi. Rồi 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 rồi. Hốt giờ đó phản ứng không kịp à, mình đưa cái hốt giờ đấy không trả lời được sao mà, rồi lý do gì hốt giờ cứ ra luôn. Cơ hội nghìn năm có một mà chú Hà không sử dụng nó là rồi, sao? Cái đó là phải mình phải bàn với nhau trước là có trả lời được không, dám được không, mình nó hỏi chứ, đưa ngang xương để đôi khi cô ba phản ứng không được, cô ba phản ứng bối rối nữa, trời cô ba. Chuyện nó có động lực gì rồi, cái con chằn hiêu đó mà đổ bánh xèo lẹ dữ trời. Kiệt là nó đổ bánh xèo chuẩn lắm bà cô chú. Hả? Sao? Clip nào con cũng nghe chuẩn. Chuẩn với chửi nào? Chuẩn. Rồi, nói chung là chuẩn bị hết pin và cũng hết thẻ nhớ luôn ông bà cô chú. Hôm nay là ngày 29, chúc bà cô chú là có một ngày nghỉ còn lại vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.
còn một ngày mai nữa mọi người tranh thủ đi chơi thôi, ăn chơi đang ở nhà chuẩn bị để mấy đứa nhỏ là chuẩn bị vô năm học mới ha. Rồi có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây, chúc bà vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye mọi người nha, bye bye bé Hà nha. Nãy thấy bé Hà là đứng từ lúc mình tới là đây phải gần 3 tiếng đồng hồ, các bạn video mình quay rất là dài luôn. Cảm ơn bà và chú nha, hết pin luôn á, hết thể nhớ luôn. Chúng ta rất cảm tạ chú nha, chúc bà ơi chú có ngày lễ thật là vui vẻ và đi chữa lành thật là thành công nha. À, chữa lành thành công. Cảm ơn chú, mẹ lắm chưa, mẹ yêu. Chắc là thầy chữa lành thành công đó, bởi vì còn một ngày nữa mà trời hôm nay là không mưa rồi, hy vọng ngày mai cũng không mưa nữa nha bà cô chú. Rồi bye bye mọi người nha.